Welcome to our Frico Malaysia Happy Plate Kitchen live show. 在这个 live stream 里面，我们会分享越南菜是在每个星期六早上马来西亚10点。所以呢，如果大家想看越南菜怎么样的，怎么样做越南菜的，又简单又好吃又健康的，请关注我们，请帮我们。 帮我们 share like 区，跟帮我们放个 like 跟心可以吗？我是 Home Chef Cloud， 就是 Joe，We are from Vietnam。Nay chúng tôi ở đây để chia sẻ với các bạn một món ăn đường phố vô cùng độc đáo của Việt Nam. Món ăn này là món ăn được ưa thích của giới trẻ Việt Nam. 今天呢，在这个 live show 里面，我们会分享越南菜一个很著名的 街头小吃。我相信呢，每个年轻人、每个小孩子和我们的那个成年人都很喜欢这个菜的。这个菜是在我们越南国家旅游城市大乐是很著名的。如果是您曾经去大乐这个城市了，您会认识这道菜。
所以呢，平时呢，我们会看在会看啊会看，他们在路上煮这个菜，他们用传统的方式来烤这个菜。可能呢，今天我们会用我们厨房现代的器器来弄这个菜。我相信呢，这个方法会更健康、更容易。 然后呢，我们可以在家里吃嘛，因为现在是冰淇淋的时间，我们不能去外面旅游嘛，所以我们可以在家里周末做给我们家人跟我们的小孩子吃。所以呢，大家请帮我们share这个 live stream， 跟帮我们按那个 like， 跟这个放个心，可以吗？谢谢。 大乐这个城市是一个在越南很著名的旅游城市。这个大乐城市，我们在越南话叫 Da La。这个 Da La 城市不是虽然它很著名的，可是呢，不是每个人都认识这个城市。所以呢，在这个 Lai Chung 这个首先在这个 Lai Chung 的那个。 开始我们会给大家看一下我们介绍大乐城市的 video， 所以大家请看一看，mở video 请。các bạn ơi, ngày hôm nay chúng tớ sẽ chia sẻ các bạn cách làm món món ăn rất là nổi tiếng, món ăn đường phố nổi tiếng ở Việt Nam nhưng mà của thành phố Đà Lạt các bạn nhé. Đây chính là một món mà khá nhiều các bạn trẻ khi đến Đà Lạt thì đều rất là thích. Và món ăn này chúng ta thường gặp ở đâu Nhung nhỉ? Ở chợ đêm Đà Lạt. Ở chợ đêm Đà Lạt đúng không ạ? Nếu bạn nào đã đi chợ đêm Đà Lạt rồi và đã từng ăn món ăn này rồi, các bạn có đoán được món ăn là gì không ạ? Các bạn Việt Nam ơi, các bạn hãy comment giúp mình xem là các bạn nghĩ món ăn ngày hôm nay là món ăn gì nhá. Các bạn hãy comment phía dưới được không ạ? Mọi người cùng comment tên món ăn nha. Hello, hello, hello Minh Thuận, hello Thanh Chu. Xin chào Như Ý, hello Thanh Hiên, hello Charles, xin chào, hello Rizili, Christy, hello. Anh Như Ý chị ạ. Ok, bánh tráng nướng phải không? Ok. 我相信呢，每个人如果是你曾经去大乐旅游，一定很喜欢，一定知道这道菜。今天我们分享的菜什么样的，您一定知道的。可是呢，平时呢，我们只看他们在路边在那个夜市做的。今天呢，我们会把那个街头的小吃带来我们的那个厨房，所以呢，这个我觉得是很特色的。So beautiful. Yeah, that are so beautiful. Nằm trên cao nguyên Lâm Viên của Việt Nam, khí hậu quanh năm mát mẻ, được ưu ái thổ nhưỡng và khí hậu lên vùng đất này trở thành tâm nông sản của Việt Nam, là nơi được xây dựng rất nhiều các nông trại lớn để sản xuất trái cây, rau cỏ ngon và sạch. 这个大乐城市呢，是属于我们的那个大高原的，全年的气候都很温和凉爽，得益于良好的土壤和气候，这片的土地就是很好的，可以种很多花很多蔬菜的，它供给各种各样干净和美味的蔬菜和水果。 这个城市呢，气候很温暖的，整天整年都很温暖的，很凉爽的。所以呢，如果是您跟家人去这个城市呢，您不会发牢骚的，不会发脾气，因为那边的风景真的很美的，让人不能发脾气的，不能这个发牢骚的，你都是想这个拥抱你的那个身边的人嘛。 那这个城市我们才叫是爱情的城市。哇，你可以看在屏幕上，你可以看这个大乐城市有很多花园的，很多的，就像欧洲。
真的很好，各城市，所以呢，如果是您还没有去会去越南，您可以这个，如果是你有机会去越南旅游，可以这个去这个城市，这个城市呢，又这个天气凉爽，又有很多这个很这个新鲜的那个水果，然后花，然后呢，在晚上我们都去唱歌的，去喝咖啡的，然后可以听他们唱歌的，真的一个很好的 atmosphere。 因为这个城市是属于我们高原的，所以它的气候白天很温和凉爽，可是呢晚上都很冷的，所以呢大家都很喜欢晚上去逛逛街或者是去夜的这个超市夜市的，在夜市里面有很多小吃，所以我们可以尝一尝的。 浓烈马来，今天我们会分享怎么用我们厨房现代的器具来煮这道菜，这个其实因为这个是想吃来的嘛，所以这个原料真的很简单的，只有这几个原料这个可以搞定。首先是这个香肠嘛，这个 sausage， 然后呢煮这个 sausage， 然后呢第二就是鸡蛋或者是什么，这个是鸟蛋啊。 我也不知道是怎么教的，这个是鸡蛋，这个是我们用这个是鸟蛋小小的，然后呢，我们可以放干的那个牛肉干，这个牛肉或者是猪肉也行，这个黄油啊，这个 butter， 来放个topping，我们也是用这干的那个 baby shrimp 嘛。 就是煮的，所以呢，我会因为在这个比较远的嘛，所以我会跟大家再抱歉一下介绍，跟大家介绍我们今天的那个 ingredient 呢。这个今天的那个材料是很简单的，首先是这个香肠，这个 sausage， 这个 sausage 的，我相信是每个家都有的。如果是您不喜欢这个 sausage。 小孩子比较喜欢是吧？如果是我们大人这个想那个不想吃那个 sausage 的话，我们可以换的，我们可以用这个牛肉干也行，我们弄成一条一条的，这样这样的。然后呢，这个牛肉放也行，不放也行。OK， 或者是这个猪肉也行。 然后这个是green onion， 这个 green onion， 然后这个是干的那个 baby shrimp， 我会分给您知道是这个是什么东西的，在 OK 这个 OK， 你可以看见了吗 ？OK 了，在那个 在我们的那个 rice paper 这个米纸啊，我们可以用这个让我们的那个菜有那个香的味道，我们可以用这个 butter 我们融化它，smell这个 butter，一个很重要的一个成分就是我们的那个 rice paper， 这个 rice paper 呢，我们可以使用这个两种的，一种是这个薄薄的。 薄薄的可以帮我们卷一卷，当我们煮好以后，我们可以卷一卷这个薄薄的，然后另外一种是厚厚的。
这个厚厚的，这个厚厚的，当我们烤好以后，它都是很这个 crunchy crunchy 的，那个很爽的感觉。当我们这个咬一口，很爽的感觉。các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn những nguyên liệu như sau nhé. Đầu tiên sẽ là xúc xích các bạn sẽ thái sợi như này cho mình nhé. Xúc thái sợi. Còn nếu bạn nào không muốn ăn xúc xích, chúng ta có thể thêm thịt bò băm hoặc là thịt lợn băm. Tiếp theo một thành phần vô cùng quan trọng đó chính là trứng nhé, trứng gà hoặc là trứng chim cút đều được các bạn nha. Rồi sẽ là nếu bạn không muốn ăn xúc xích, các bạn có thể dùng thêm một chút bò khô. Khô bò ấy, trong Sài Gòn chúng ta gọi là khô bò, chúng ta sẽ xé thành từng sợi mảnh như thế này. Tiếp theo để cho món bánh tráng chúng ta có vị thơm, chúng ta sẽ dùng thêm là bơ, như chúng ta sẽ là gì ạ? Chúng ta hấp cách thủy cho nó chảy ra một chút để chúng ta quét cho nó dễ nha. Rồi một thành phần khá là quan trọng đó chính là tôm ạ. Tôm các bạn dùng loại tôm khô ạ. Tôm khô thế này các bạn có thể dùng thêm tép ạ. Một số nơi gọi là tép các bạn nha. Tép sấy. Ok, tép sấy các bạn nha. Ok. Sau đó thì sẽ là hành ạ, hành lá chúng ta sẽ thái nhỏ các bạn nha. Rồi một thành phần vô cùng quan trọng đó chính là gì ạ? Bánh tráng đúng không ạ? Bánh tráng chúng ta sẽ dùng là bánh dày một chút các bạn nha. Bánh dày kiểu dày vừa chúng ta sẽ cuộn được bánh tráng này. Còn loại bánh dày hơn ấy, đây chúng ta sẽ cắt nó vào khi nướng xong nó rất là giòn đúng không? Rất là giòn và cảm giác giống như chúng ta ăn pizza ấy ạ. Chưa tao sai nhá, của Bân Khải, của Bân Trinh Trắng treo tha sư Đà Lạt pizza hoặc là sư Việt Nam Twist Sauce pizza. Thủy chi thiên của Bân ở chưa có dung leo khấn chưa có chẻn tan đợi được cơ chưa có chú phải chưa khấn chẻn tan đợi. Vì vậy nên chúng ta Happy Place Kitchen của cái cơ khẩu khao là giản đơn là chủ, giản đơn là ăn, vì vậy chúng ta sẽ thường xuyên mang cái cơ rất giản đơn của cái cơ chai lại cái cơ chủ phán, cho nên tất cả mọi người đều có thể trong cái cơ chủ phán thì chua được. Ok, chúng ta bắt đầu ba. Ok, bạn của mình chủ chưa tao hai của mình giao bả số nhiều cái tài liệu nung xấu tha. 表示如果是您用这个牛肉，您要这个碎它这样的。OK， 我们要碎它，弄碎它，然后我们炒一炒啊。这个牛肉炒的话，我相信每个人都可以做的是吧？我们炒熟它，因为我们煮的时间只是五到七分钟不了，来烤这个菜不了，所以我们把所有的这个调料都是要弄熟它先啊。OK， 很简单的。今天跟我们到厨房，今天有两个朋友。第一就是我们的那个 steam oven， 这里帅哥都是又高又大又这个丰富的，可以煮丰富的菜。OK， 然后第二就是就是成分原料呢。第二就是我们的这个我们的这个 AFMC 啊 ，air fryer multi cooker pot 啊。两个因为呢我知道是您的家嘛，很可能是你有这个台机器，很可能是会有这个 air fryer 这台机器，所以我们会用两个方法来跟您介绍。那如果甚至呢，如果是您的家嘛没有这两台机器，我们可以用这个很普通的 pan 来煮这道菜，是吗？这个很简单的，在我们这个家里的话，随时都可以做的。hoàn toàn có thể để làm một bánh tráng nướng. OK. Hello, xin chào tất cả mọi người. OK. Xin chào của bên khai sử bà. Sầu xe nhau tăng đúng. Đang您使用这台机器，比如是在您家有的 oven 或者是 air fryer， 我们先这个 preheat 这个 oven， OK， 我们先 preheat 它，所以呢，我们朋友会帮我这个 preheat 这个 oven 先。我们 preheat 呢，是台这个 oven 我们只要这个用差不多170度，七分钟就搞定这道菜。可是首先我们要这个先 preheat 它。刚才我们已经差不多已经 reheat 了，现在我们只是帮您这个模仿一下罢了。这个很简单的。OK， 我们先弄了1000度呗，我准备1000度，刚刚备。无论您各位使用炉心空油，在家庭各位还làm nóng lò trước khi các bạn nấu món này các bạn nha, để đảm bảo rằng là nhiệt độ trong lò nó ổn định nhá, nó đầy đủ ổn định. Là
làm nóng lò trước các bạn nha. Nhưng nếu các bạn chuẩn bị này chúng ta sẽ không cần làm trước, ok. Bạn Jones đã giúp mình làm các món ăn này. Và để làm món ăn này chúng tớ sẽ làm hai kiểu. Chủ chơi thái chị chơi cơ tao chai là của Mân Quy Nhung lẻ cơ phang phả lái chủ. Tia nữa của Mân Nhung cho cơ steam oven cho air fryer lái chủ. Của Mân Quy Nhung cho cơ phải cho khâu tận cơ rye cây cỏ cho cơ mì cho cơ mì chửa. Tớ nữa cho cơ chuyển cho cơ mì chửa ý thủ nhân chuyển cơ theo đằng xa. Hồi nhung cua tờ ok, chưa khải xính ok, chưa có khải xính tờ đính khai đi sang của sư mấy nhổ cơ bây cua bây lâu tờ bây ra trái hảo tờ tha bú khuây cho cơ nguyên leo bú khuây lâu chay 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 xa miên nó không ném chay của mân tận cơ phán ok, phê của mân tận thấp hứng đầu khuây băng nín khuây kể nín cho cơ chia sao sửa mơ chua cho cơ rai khuây khổ. Sầu xe ra của mình dùng cho cơ bất tử của mình phú dai sang miên rất dậy đúng không mọi người ơi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ quét một lớp lên phần trắng. Mọi người sẽ quét đều một lớp bơ mỏng ở trên. Paper在那个dry paper这个上面，我帮他那个弄我们的气弹，那气弹呢，我们放在这个东西来过滤它，过滤好它，这样子。在看我们live stream的人呢，水已经这个dry paper在倒了。 你帮我这个comment在上面可以吗？如果是你已经曾经已经在达拉去这个 write paper 了，可以帮我打这个 one 可以吗？帮我打这个在这个 comment 呢？帮我打这个 one 可以吗？如果是你已经曾经在那个大热这个城市去过了。 然后我们的这个 ring onion 呢， ring onion 我们得是切成一个小小的那个片的块，这样的。 OK， 这个我相信是每个人都可以做，是吗？很简单的这个方法，很简单的这个 rice paper 啊，这个烤米饼，很简单的。 第二个步骤就是我们把那个鸡蛋浮在这个上面 ，OK， 要快，做快一点呢。啊，因为主播们秀给大家看，所以我们做比较慢。那如果是您在家嘛，您做快一点就行。如果是您喜欢比较多的那个这个 bring onion 呢，您可以放在那个里上面。 一点点牛肉，然后我们放一点点香肠，一点点那个肉干也行。
这个鸡蛋的主要的这个作用就是黏， 有个topping在下面。 然后呢，我们把这个baby screen 放在下面最上面的 ，OK， 行，然后我们放在我们的那个卡，这个机器就行的。如果是您的那个，如果是我们的那个，我们不小心的把我们的那个把那个鸡蛋漏在一个下面，我们这里这个 这个 wrap paper 会不会粘在那个烤盘上。OK， 很简单的，是吗？Ta sẽ cho vào lò nướng ở chế độ bếp trong vòng 170 độ khoảng 7 phút. OK, đó có một phan trai ở cơ air fryer oven. Đang nín phan trai air fryer oven mà nín chỉ nhau dùng ở cho cơ 170 độ, 7 phân chung cho cả tinh đó. Ờ, bố mình bố dung cho cơ phan trai cao độ quân tu, vì cái thay cao độ quân tu khuê bả cho cơ rai phê bở bê sao tiêu. Nếu có sự nín dung hai tí độ quân tu đó khoa khuê bả cho cơ rai phê bở khuê hoạt tợ. Ờ, số hình nào bố mình dung cho cơ bể cho chú trung khổ, trung tận cơ quân tu, chạm bố tôi sử dài. 170 度, 然后差不多7分钟就搞定。 OK, 我们再等7分钟。 然后再等这台机器, 这个弄好我们的RyePaper, 我们会用另外一个方法。另外一个方法呢,我们会来让大家分享怎么做。 我们的那个, RFMC, Air Fryer Multi Cooker Oven, 我们用这个 Sauce Day, 我们用蟹烧带的这个制度，然后也是170度，也是5到7分钟嘛。今天我用这个是5分钟。 OK， 然后呢，我们用，因为我想这个卷一卷给大家看我们的那个这个。 这道菜卷一卷的这个方法呢，我们会用这个比较薄的这个 wrap paper。OK， 当你选这个 wrap paper 之后，您要注意一下，用个比较这个好的，不用这个有一个洞漏或者是破坏的。OK， 我们放在上面，然后呢，我们也是把这个 butter 嘛放在上面。 OK，我们的让让这个粉粉菜油就会大，变很快的，变它，dry paper塞一个锅子。 然后呢，第二个步骤就是我们会把那个green onion， 切成片，那就可以变成片，先 các bạn nhé。OK， 然后我们做一个洞出来，补这个饼铛子来。OK， 然后呢，我们把那个鸡蛋，这样的话鸡蛋不会漏进外面。 鸡蛋的那个的作用就是会把所有的调料会粘在这个 wrap paper， 或者是您紧张吃你想做的那个鸡蛋。
OK. 当我们这个做好，我们放这个鸡蛋这个好以后呢，我们会放这个 topping。 如果是您想吃健康的这个菜，不用这个 sausage 嘛，你可以用这个，就是有那个牛肉。OK， 那如果是你想给猪多一点点那个干的牛肉嘛，也就放。如果是您没有这个牛肉，可以放猪肉也行啊，猪肉也行。这个很简单的，在家庭随时都可以做的。 因为这个水里的冰箱里面有什么东西，你可以放。OK， 很简单的。然后呢，如果是小孩子说，这个香肠啊，这个 sausage 你可以给它放一点点。如果是它喜欢吃，有一个 cheese 的味道啊，我们可以放那个 cheese 在这个上面也行的。这个我们常常这个叫我们叫它，我们给它一个 nickname 就是 Vietnam cheese food pizza 吧，因为这个看起来它的样子也是比较像 pizza 是吗？意大利的 pizza。 OK， 在最上面呢，我们也放一点点那个干的那个 baby scream，baby scream。哇哦！ 我们盖上面，我把那个盖子盖上。然后因为我们已经按那个5分钟嘛，170度，所以我们的那个这台机器会帮我煮的，所以我很轻松的。现在可以去那个寿司厨房嘛，很轻松的是吗？但我们家庭这个拥有这个比较现代的机器，我们上厨房很轻松的。还有呢，我们的那个 Happy Black Kitchen 都是给您分享，家比较简单又简单又好吃的菜嘛。 所以您在周末可以给家庭、给孩子做，这个很又很轻松的，又很拥有这个弄出来的那个好的很好的菜是吗？哇哦，我们的那个，OK， 你看这个只要这个差不多7分钟吧，我们已经烤出来这个了。哇哦，这个哇哦，您可以看。 你可以看声音吗？哇哦，crunchy crunchy 的感觉啊，咬一口是可以听到声音的。OK， 当我们这个做好这个以后呢，我们会把这个 chili sauce 放在上面。 OK， 很容易的嘛，又容易又好吃的，又很简单的，这个又很便宜的，几块钱就可以这个给家庭做的。OK， 然后麦当娜呀。
hấp dẫn đúng không ạ? Okay，因为我的技术不好啊，所以这个弄出来不是太好看的。如果是您的这个技术好的话，我相信是我们可以这个弄这个很好的decoration，是吧？Okay，这个就大概差不多已经完成。Okay，我们看我们的朋友呢会煮怎么样了。 哦，它差不多已经好的，这个颜色也是很不错的，是吗？很快很快的，OK。好。 我们可以看到它的转型呀，哇，很香很香的，真的很香很香的，哇哦，气氛就搞定是吗？OK，这道菜呢，当我们在这个大热城市晚上，我们吃的时候，我们常常跟这个豆这个 side meal 啊，这个side meal 一起吃的，这个 side meal 啊，所以呢，如果当您吃的话嘛，您可以这个。 准备一下 soy meal 啊，因为呢这个这一道菜呢，我们想一个卷它嘛，卷哇，你看，你可以看，哇，在下面这个黄黄的，这个颜色很好看，这个颜色真的很好看的。那如果是我们想一个卷，因为这个这一道菜呢有两个吃法啊。 第一是我们可以这个直接吃，我们可以切成一块一片一片的，像披萨。另外一个呢，我们可以这个卷一卷它。OK， 当它还没硬的时候啊，我们这个筷手啊，卷一卷它。哇哦，哇哦，这个就行了，哇。 我们卷一卷它，您注意一下，当如果是您想这个用这个方法来吃，当您想用这个方法卷一卷来吃的话，您要卷个薄薄的那个 rice paper 啊，这个米纸啊，要薄薄的，哇，你可以看，要薄薄的哈。 OK，那我们去这个，我们想象是我们再去大热旅游啊，这个大热旅游。哇哦，你可以看它的颜色，记得用哎，它的颜色黄黄的。OK， 黄黄的，很好看的，这一下子我们可以搞定了，一下子就搞定我们的那个 white paper 了，是吗？ 当它还没硬的时候，我们要这个快手啊，我们会快手一点点，我们这个卷它，这样的话才行。如果是您等到它硬的时候吧，这个很难，可以这个卷啊，啊，外面都很这个 crunchy crunchy 啊，哇！ 还不到5分钟啊，还有个3分钟，所以我们给他这个休息一下，我们再给高一下哈。哎，这符合每天要求不同能力这种呢。
因为我们这个盘呢不是 non-stick 的，所以当您在家里使用的话，应该选那个 non-stick 的盘的话比较容易。然后呢，我们当我们的这个。 只有那个一分钟后，我们的那个顶就是温搞冰的，嗯，哇，很热的，你想，您试一试想象嘛，如果是在那个冷天的时候嘛。 如果是在冷天的时候，我们就这个嘛，真的很吸引的。然后呢，当我们哇哦，你听到声音吗？只要五分钟就搞定。当我们拿出来呢，我们会去压的。哇哦，很香的，嗯，好香。 很快很快就搞定，很快就搞定。OK，然后呢，我们，因为我们已经准备这个多几分了。OK，我看下这里。OK，OK，这个呢，这个圆圆的那个，现在你可以这个在。 剪一剪它，啊，就像披萨一样的。哇哦，rất giòn các bạn ạ。OK， rất là giòn luôn. Đây ạ, là món pizza Việt Nam. Chưa ra chưa treo được cơ. Việt Nam cheese food pizza, chứ mà. Wow. Và sau đó, nếu mà là tại Đà Lạt, cái thành, tại Đà Lạt, thành phố mà, chúng ta thường xuyên ăn cái. 是那个烤的那个这个米酒嘛，然后我们跟那个这个是 soy milk 啊，很冷的 soy milk 喝了，哇，真的感觉很爽的，感觉很爽的啊、所以呢，今天呢，我们会跟大家分享我们越南大乐小吃这个城市很著名的啊、所以呢，我们希望这个我们希望在这个周末大家可以给。 给家庭做，特别是小孩子，我们可以随便选那个 topping 啊。我们在家里，我们冰箱有什么东西，我们在，那要记住要有那个 butter 跟我们的一个鸡蛋，把所有的个调料都连在，可以连在一起啊。OK， 好，我们今天的菜到这里结束了啊、所以呢，谢谢大家，谢谢大家的关注。如果大家想那个问什么问题，大家可以 comment 下面，我会看着 comment 的话，我们会回答您。OK， 拜拜。Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào.